kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Năm 2021, một năm nỗ lực của toàn ngành y tế Long An. Ngành chức năng chưa kiểm định sản phẩm điện tử diệt virus. Tên thế giới, Anh cam kết chi 160 tỷ bản cho quỹ vaccine toàn cầu. Thưa quý vị, sau thời gian nỗ lực với tinh thần chủ động, phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị, xã Long Trì, huyện Châu Thành đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Lễ công bố quyết định công nhận xã nông thôn mới nâng cao vừa được diễn ra. Tham dự lễ có đồng chí Trần Văn Cần, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, toàn xã đã quy động 278 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, góp phần làm cho diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, 100% các tuyến đường xã đã được bê tông hóa, 3 trên 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 100% hộ dân có điện, có nước sạch dùng trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, xã đã dẫn động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, cây thanh long là cây trồng chủ lực với gần 700 hecta. Hiện nay, xã đã xây dựng nhóm sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao ở các ấp. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,98%. Tại buổi lễ, xã Long Trì đã phát động trong toàn thể cán bộ và nhân dân thi đua quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Dược Nguyễn Anh Đức vừa trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan huyện. Theo đó, ông Bạch Phạm Minh Quy, Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Cần Dược, được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện điều động bà Lê Thị Thanh Tú, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân Quỹ ban Nhân dân huyện Cần Duộc đến công tác tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Minh Quân, chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân Quỹ ban Nhân dân huyện Cần Duộc giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Duộc cũng đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Thảo, kiêm viên phòng nội vụ giữ chức vụ phó trưởng phòng nội vụ huyện kể từ ngày 18 tháng 2 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Anh Đức chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm và mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị để thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã dẫn đến diện tích cây đậu phộng, cây trồng nổi tiếng của vùng đất Đức Hòa ngày càng bị thu hẹp, nhất là tại xã Tân Mỹ, nơi từng có diện tích trồng đậu lớn nhất của huyện nay đã giảm hơn 90% diện tích. Ông Nguyễn Giang Hữu, xã Tân Mỹ là một trong những hộ điển hình còn trồng đậu phộng tại đây. Nhờ 40 năm kinh nghiệm nên vụ đậu nào của ông cũng trúng mùa. Còn giá cả thì phụ thuộc vào thị trường nên lợi nhuận có lúc cao, thấp khác nhau. Dụ đông xuân này, ông Hữu trồng 1,2 hecta đậu phộng còn khoảng 1 tháng nữa thu hoạch. Ông Hữu cho biết mỗi vụ đậu phộng kéo dài 3 tháng, với vốn đầu tư khoảng 50 triệu đồng 1 hecta, Bình quân 1 hecta đậu phộng sẽ cho sản lượng khoảng 3 tấn và với giá 25.000 đồng một ký, thì ông Hữu thu lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng. Tôi, tôi, tôi làm hôm nay 40 năm rồi, nghề đậu này không có bỏ còn làm vụ đông trưng này làm đậu là trúng hơn còn làm lúa thì hai vụ mùa mưa tôi làm cái này này công cát bây giờ hồi xưa thì nó dễ kêu nhỏ lẹ làng còn giờ công nó đòi mắt mọi người không có như làm công nhân nữa hết như còn cái già già lớn, lớn lớn tuổi thì đi nhổ khác với ông hữu ông trần văn nha đã chuyển từ đậu phộng sang lúa ông chia sẻ lúa tùy không lại nhiều như đậu nhưng không cần phụ thuộc vào nhân công và vốn đầu tư ít. Năm nay thì nước công kinh phúc quả như vậy, thì giờ đúng năm nay chuyển qua cái ngày lúa coi nó có năng suất coi nó có tính ra những đậu nó còn có ngang nhau không? Còn cái nào có có có, có người nhận nào người hơn? thì mình sang nó ngay chung là cũng này công cán hơn mắt công giờ một một ngày công giờ làm giá 400 trăm ngàn ngày rồi thôi giờ mình sang qua cái ngày lúa này coi 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 nó ra là sao Từng là dùng trồng đậu lớn nhất huyện Đức Hòa với diện tích 200 ha, nhưng nay xã Tân Mỹ chỉ còn 15 ha đậu. Nguyên nhân vì khan hiếm nhân công, chi phí đầu tư tăng cao và giá cả đầu ra lại tăng giảm thất thường. Không trồng đậu, người dân chuyển đổi sang trồng lúa, cây ăn quả, nuôi yến, rau màu. À, Tình hình đậu phộng hiện nay á, thì so với trước kia là giảm rất nhiều. à nguyên nhân là trước đây là kinh phúc hòa nó chưa về thì người dân ở đây là sản xuất cái vụ đông sưng là đậu từ cái ngày tiếng kinh phúc hòa về thì hiện nay ở gần tiếng kinh thì nước nhiều thì cho nên từ đó người dân chuyển đổi từ cây đậu phộng qua cây lúa Hiện toàn quyền Đức Quà còn khoảng 120 hectare đậu phộng để cho đậu phộng tiếp tục được duy trì và phát triển, cần phải có các giải pháp trong việc quy hoạch dùng sản xuất, cải tiến kỹ thuật canh tác để giảm công lao động, nâng cao năng sức, hạ giá thành sản phẩm và nhất là tìm thị trường đầu ra ổn định cho loại nông sản này. Thưa quý vị, năm 2021, toàn ngành y tế tỉnh nhà cùng người dân và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực quyết tâm, chủ động ứng phó, khống chế và kiểm soát dịch COVID-19, một đại dịch chưa từng có trong tiền lệ. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh thường xuyên và thực hiện đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế và xã hội lĩnh vực y tế. Năm 2021, Long An thực hiện đạt chỉ tiêu 8,5 bác sĩ trên dạng dân, Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi là 17,6%. Dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Bên cạnh đó, công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao chất lượng, từng bước xây dựng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, ứng dụng triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu vào chẩn đoán và điều trị. Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2021, thời điểm dịch bùng phát mạnh, tỉnh đã quy động gần 5.000 công viên chức ngành y tế của tỉnh và 662 nhân viên y tế ngoài công lập tham gia công tác phòng chống dịch. Các thầy thuốc ở tâm dịch đã vượt lên mọi gian khổ, sẵn sàng nhận rủi ro. Sẵn sàng đón nhận rủi ro về phía mình, cống hiến hết mình, phát huy sáng tạo, đoàn kết hiệp lực, góp phần cùng hệ thống chính trị tỉnh nhà kiểm soát dịch COVID-19. Đến nay, thì tỉnh Long An của chúng ta đã thiết lập trạng thái bình thường mới. Đạt được tính tích này, thì ngoài sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đồng lòng của người dân, thì hơn hết đó là sự quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh nhà bằng ý đức và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp đã thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ. Với sự nỗ lực, đồng lòng, tận tâm, tận lực, tận hiến của ngành y tế Long An, chắc chắn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nhà trong đó có cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 Thưa quý vị, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết hiện có một số sản phẩm điện tử mới được giới thiệu có chức năng liên quan đến ngăn ngừa, ức chế hoặc diệt COVID-19 hoặc được đặt tên liên quan đến chức năng này. Thực tế, nội dung thông tin liên quan đến công dụng ngăn ngừa hoặc diệt virus COVID-19 của các sản phẩm này chủ yếu căn cứ vào các kết quả kiểm nghiệm thực hiện trong điều kiện giới hạn của phòng thí nghiệm, chưa được kiểm nghiệm trong điều kiện sống thực tế. Chính vì vậy, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân nên tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua các sản phẩm có công dụng liên quan đến chức năng ngăn ngừa hoặc diệt COVID-19. Trước số lượng ca F0 tăng nhanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đòi hỏi công tác chuẩn bị ứng cứu bệnh nhân là hết sức cấp thiết. Xuất phát từ thực tế đó, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ thành phố xây dựng mô hình trạm cung cấp oxy miễn phí, mô hình ATM oxy, bước đầu mô hình đã góp phần thiết thực ứng phó với dịch bệnh. Khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 2, nhận được tin báo về một ca F0 chuyển biến nặng. Ngay lập tức, ba tình nguyện viên cùng nhân viên y tế của phường Hàng Kênh đã nhanh chóng chuyển bình oxy đến nhà bệnh nhân. Việc được hỗ trợ thở oxy vào thời điểm khó khăn đã tiếp thêm sức sống cho người bệnh. Trong quá trình là chăm sóc bố sau khi bị F0, đấy, mình phát hiện ra bố em là dương tính. Thì là trong quá trình chăm sóc thì mình phát hiện khi mà đo nồng độ oxy trong máu bằng máy FPO2 thì bố em là dưới 94% thì là gia đình có nhu cầu là phải thở oxy thì đã gọi ngay cho đoàn thanh niên bên phường hàng Kinh. thì là mọi người cũng đã rất nhanh chóng hỗ trợ bên nhà em là có một bình oxy để cho bố em có thể thở dễ hơn một chút mọi người cũng là nhiệt tình hỗ trợ Quận Đây Chân là địa phương có số trường hợp được hỗ trợ oxy lớn với 22 ca. Thời điểm đầu mô hình chỉ có thể hỗ trợ luân phiên nay mỗi phường đã được hỗ trợ lên 10 bình oxy. Từ ngày 14 tháng 2, mô hình ATM oxy được triển khai thí điểm tại 4 địa phương trên địa bàn thành phố, gồm 3 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và huyện Thủy Nguyên. Và trong khi bệnh nhân chờ xe cấp cứu đến thì đoàn viên chúng tôi cũng phân bố lực lượng hỗ trợ các y bác sĩ mang bình oxy đến tận nhà các F0. Và đây là một mô hình vô cùng thiết thực và cũng mang lại những hiệu quả rất là tốt vì kéo dài thời gian mà họ chờ đợi xe cấp cứu. Sau 10 ngày triển khai, mô hình đã hỗ trợ 30 trường hợp trở nặng sử dụng oxy kịp thời. Đoàn thanh niên các quận huyện đã thành lập các trạm ATM oxy đến từng xã phường và tiến hành tập huấn quy trình, cách thức vận hành, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, những ngày qua, số ca mắc COVID-19 dao động từ 1.500 đến 1.800 ca một ngày. Tính đến ngày 24 tháng 2, số ca đang điều trị lên đến gần 130.000 ca. Bộ Y tế Anh thông báo nước này sẽ tài trợ thêm 160 triệu bản Anh cho hoạt động sản xuất vaccine trên toàn cầu, với hy vọng có thể kịp thời ứng phó với những đại dịch bùng phát trong tương lai chỉ trong vòng 100 ngày. Thông báo được đưa ra trước hèm hội nghị thượng đỉnh về ứng phó với đại dịch toàn cầu dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 3 tại thủ đô London. Bộ Y tế Anh cho biết số tiền này nằm ngoài khoản kinh phí 276 triệu bảng mà Anh đã trao cho Liên minh đổi mới sẵn sàng vì dịch bệnh, một đối tác toàn cầu được thành lập năm 2017 với mục đích phát triển vaccine ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh trong tương lai. Bộ Y tế Anh nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 lần này là một thách thức toàn cầu và nó cho thấy cách tốt nhất là cả thế giới phải cùng chung tay hợp tác. Đại dịch COVID-19 kéo dài gần 3 năm qua đã phơi bày tình trạng bất bình đẳng trong phân bổ vaccine cho các nước nghèo và các nước đang phát triển, một trong những nguyên nhân khiến đại dịch khó được kiểm soát và có thể là lý do dẫn đến sự xuất hiện của nhiều biến thể khác nhau. Năm 2021 ghi nhận tổng khối lượng và giá trị giao dịch thương vụ trên toàn cầu đạt mức kỷ lục với giá trị 5,2 ngàn tỷ đô la Mỹ. Thị trường sắp nhập và mua lại (M&A) toàn cầu được kỳ vọng sẽ tăng mạnh nữa với khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục phản ánh một thị trường sôi nổi cùng với nguồn vốn dồi dào. Hướng tới năm 2022, các quỹ đầu tư tư nhân đã và đang tăng cường năng lực giao dịch của mình. Tổng nguồn vốn của các quỹ tư nhân toàn cầu đạt 2,3 ngàn tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2021, cao hơn 14% so với đầu năm, mang lại nguồn động lực lớn thúc đẩy các hoạt động sáp nhập và mua lại trong năm 2022. Tuy nhiên, thách thức dành cho các quỹ này chính là tìm ra phương pháp đem lại giá trị trước áp lực về lãi suất và hệ số tăng cao, cùng với những áp lực liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị. Cơ quan thống kê Hàn Quốc vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử do số trẻ em sinh ra thấp kỷ lục. Theo đó, tỷ lệ sinh chung, số trẻ em trung bình một phụ nữ dự kiến sinh trong đời ở mức 0,81 trong năm 2021, giảm so với 0,84 của năm 2020 và ở mức thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1970. Số trẻ em mới sinh giảm xuống mức thấp mới. 260.500 trong năm 2021, giảm 4,3% so với năm 2020. Nguyên nhân của tình trạng này là do xu hướng kết hôn muộn ở Hàn Quốc gia tăng, trong khi số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản xuống thấp. Tỷ lệ sinh thấp ở Hàn Quốc làm gia tăng quan ngại về sự sụt giảm nhân khẩu liên quan đến sự sụt giảm người đứng đầu hộ gia đình và cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm tiêu dùng. Dân số Hàn Quốc hiện là hơn 51 triệu người. Sau nhiều năm làm say lòng những người yêu nghệ thuật ở các thành phố trên khắp châu Âu, châu Á và châu Úc, những bức họa của Van Gogh dưới dạng kỹ thuật số mới đây đã tiếp tục được trưng bày ở Argentina. Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan đến chiêm ngưỡng và đắm mình vào nghệ thuật kiệt tác của vị họa sĩ lừng danh này. Toàn bộ các quả phẩm của Van Gogh được trình chiếu thông qua màn hình và hình chiếu kích cỡ lớn, tạo nên một bữa tiệc ánh sáng lộng lẫy và ấn tượng. Trải nghiệm này mang lại cho khách tham quan cảm giác đi lạc vào thế giới hội họa theo trường phái hậu ấn tượng của Van Gogh. Kết hợp với các màn hình và ảnh trình chiếu kích cỡ khủng là các bản nhạc cổ điển du dương, những bức tranh nổi tiếng toàn cầu như Đêm Đề Sao, Starry Night hay Hoa Diên Vĩ, Iris được trưng bày cùng với hàng trăm tác phẩm khác của Vincent Van Gogh. Buổi triển lãm với tên gọi Imagine Van Gogh mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 19 tháng 6 tại Buenos Aires. bản tin thời sự sáng của đài phát thanh và truyền hình long an đến đây là hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt